Dịp này, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh đã đến thăm và tặng quà một số gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Hòa Vang. Đến thăm gia đình hai thương binh 1/4 Lê Thoàn, xã Hòa Nhơn và Trần Quốc Toàn, xã Hòa Phong, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Đoàn Ngọc Hùng Anh ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh đóng góp lớn lao của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc. Thay mặt lãnh đạo thành phố, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy chúc hai thương binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, là tấm gương sáng cho con cháu học tập noi theo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách có công với cách mạng.